Bữa nay hỏi thiệt là mọi người hay xem mình trong lúc no hay đói? Hỏi để biết thôi chứ không gì hết. Chứ mà có nhiều bạn nói là đang đói gặp mình thì không biết là hên thì xui luôn á. Còn mình thì cũng không biết trả lời sao luôn. Thôi thì tụi mình cứ nghĩ gặp nhau lúc đói coi như là duyên phận đi. Cũng giống như cái tô bún bò này, lúc đói là chỉ nghĩ tới ẻm thôi. Còn các bạn lúc đói thì cứ nghĩ tới mình nha. Mình không chắc sẽ làm các bạn no nhưng mình chắc sẽ làm các bạn thèm ăn hơn. Chứ chịu gì nổi với mấy cái món này, mặc dù ngày nào mình cũng ăn hết. Nhưng phải công nhận là nhìn cái tô bún bò này nó ngon mà nhìn thèm thiệt. Nhưng cuộc sống mà sáng thèm cái này mà tối thèm cái khác. Bữa nay lại thèm đồ nướng ngang xương vậy đó. Ai đang đói mà nghe mùi thịt nướng là cái bụng cồn cào lên liền chứ gì. Để làm nhẹ cái bé chân gà ướp sa tế cay cay thơm thơm này cái đã. Mà bữa nay duyên phận đẩy đưa gặp bé nậm heo nướng chấm miếng chao siêu béo ngậy luôn. Nhớ mới ăn đồ nướng cách đây mấy bữa mà bữa nay lại thèm tiếp. Không biết có phải đây là dấu hiệu của sự thèm ăn rồi mập không ta. Sao mỗi lần nói tới cái chuyện này là mình phân vân ghê, mà mỗi lần phân vân là phải ăn à. Mà tại phân vân nên uống thêm hũ sữa chua nữa chứ, nãy là ngưng rồi.